Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa quyết định đưa ra xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Nhóm bị cáo gồm Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam. Phiên tòa xét xử dự kiến trong 2 ngày và kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Tòa án cũng triệu tập các ông bà sao tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo, luật sư, đang bị tạm giam trong một vụ án khác, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Nam, chồng bị cáo Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đình Kim.